Một vòng thế giới xin chào tất cả anh em. Nhìn em trai này đi, em ấy đang làm gì vậy? Phúng miệng lên thổi đầy hơi vào quả bóng này làm gì đó? Nhìn quả bóng này trông cũng quái lạ ghê. Anh em mà hóng thì mau cùng một vòng thế giới đi xem thử nhé. Em trai này tên Seto. Từ lúc còn ở trong bụng mẹ, em đã được gián tiếp xem bộ phim Vua Đầu Bếp. Từ đó mà tình yêu bếp ấy lan sang cả em bằng đường rốn he he. Sinh ra đã có thiên phú hơn người, với quyết tâm làm ra món ăn độc lạ nhất trên thế giới. Em đã dành hàng nhiều giờ ở trong bếp để luyện tập thay vì đi chơi với bạn bè đồng trang lứa. Mới 10 tuổi đã làm bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng, có rất nhiều nhân viên dưới quyền. Mọi người cùng biết tuốt đi xem một ngày làm việc của em đầu bếp nhí này nhé. Nguyên liệu hôm nay đã được bày sẵn ra bàn, gồm 5 bát bột mì và lẻ một đĩa bột to. Anh đầu bếp này giới thiệu rằng độ dài của bột rất quan trọng, từng thứ đều phải căn chuẩn thật kỹ để đồ ăn có độ hoàn thiện cao nhất. Lớn to xác vậy nhưng cũng chỉ làm trợ lý của em bé 10 tuổi thôi, không biết là do em trai này giỏi hay ông chú này kém nữa. Em ấy rất khó tính trong việc thử bột, bột không ngon làm món ăn sẽ thất bại. Cách thử bột có 102 là áp vào má, hôn và ngửi, lấy cằm miết miết cho thành bộ tản ra, sáng dậy rửa mặt chưa em trai ơi, lắc xem độ dài, phải chuẩn chỉnh chất lượng, rồi em mới thể hiện trình độ của mình. Sau đó bụng miệng thổi, lấy hơi cái nào, phi phi phò phò. Ôi trời, bột vậy mà lại thổi thành quả bóng bay siêu to này được. Nhìn em ấy gồng hết cơ bụng lên thổi kìa. Phúng mang trợn má một hồi, cuối cùng quả bóng cũng to đúng ý. Giật cái núm bột thừa ra nào, nghe cái phục rất vui tai. Còn có kỹ năng tách bỏ bóng to thành quả bóng nhỏ mà chúng không bị vỡ. Chỉ với một tấm nhựa cắt đôi quả bóng ra, trông bột dẻo chưa kìa. Em thể hiện một leo bàn đầy những quả bóng bột. Em dài làm việc rất tập trung, ánh mắt toát lên vẻ cương quyết. Đến giờ tôi vẫn chưa hết sốc đây, vừa ngưỡng mộ vừa nể em ý. Quả nào quả nấy núng nính, vỗ vỗ nè, rồi mình đi cắt rau quả thôi, cắt sợi cải trên quả bóng luôn. Thôi xong lại đập vỡ, thật không hiểu nổi mà. Các chị gái vào đây mà xem làm mì sợi siêu mảnh nè, tự nhục quá đi. Hai mấy nồi bánh chưng rồi không bằng thằng nhóc miệng hôi mùi sữa, tệ quá tệ. Skill này tương đương với một đầu bếp kinh nghiệm 30 năm mất. Tay đi thần thoát, sợi mì ra siêu mảnh không bị đứ, 10 nồi bánh chưng mà rất có tiền đồ đấy em dai ạ. Em có bằng lái chưa em lái tui nè, hi hi. Cả ngày em làm bạn với bột bánh nhưng không thấy nhàm chán, còn coi nó như đồ chơi của mình. Cái bàn cao quá phải đứng lên ghế nhưng tốc độ vẫn không phải dạng vừa đâu. Quăng bột, rồi gập đôi, lại nhào nặn, xem muốn mỏi dùng cái nách à. Có một bạn nhỏ chạc tuổi em đứng ở ngoài học việc kìa, dạy cho chị em từng bước nặn bột nhé. Cứ gập lại, kéo ra, gập lại, kéo ra, xoắn chúng vào như dây thừng nè. Làm đi làm lại bước đó, bạn sẽ có một kết quả siêu bất ngờ. Nhìn đống bột mì như con rắn bạch tạng vậy, nổi hết da gà da trâu của tôi rồi. Chớp mắt cái đã có một bó mì sợi nhỏ không quá 2mm, vừa kéo mảnh ra vừa phải lăn với bột cho chúng đỡ dính vào nhau. Khoe thành quả nè, nở nụ cười tươi nào, 10 điểm, đáng sợ quá đi. Chuyên nghề cho tôi với em dai, nặn bột cỡ này chắc tay lên chuột mất thôi. Thử độ nhỏ của sợi mì cho anh em lác mắt nè, một lỗ kim nhét một sợi chỉ đã vất vả rồi, đây sợi mì của em nhét được 3 sợi, ảo diệu thực sự. Mì sợi siêu siêu nhỏ đó sẽ được quấn lấy mấy em tôm này cho chiên lên, trông như đắp một lớp chăn tráng luôn. Cho mấy em tôm đi tắm bồn dầu nóng nào, cứ ngồi trong đó chiêu chiêu tôm nhé. Bao giờ da dẻ đỏ hồng thì gọi anh ra đón vào dạ dày chơi. Vị sẽ ngon và giòn hơn bội phần nếu được chiên giòn tan lên, chấm miếng tương ớt chin xù lại chuẩn bài he he. Cho vào chảo cái là nở bung bét, sợi mì siêu mỏng nên nở ra rất nhanh. 6 em tôm ra lò, em nào em nấy tươi rói cam đậm màu. Xếp ra đĩa cho lịch sự nào, bày biện một chút, đổ các loại sốt lên, thêm một trái dâu tây nè, ăn được rồi đó, xin mời quý khách. Tiếp tục là món kế luôn, một chảo dầu đầy, phải để cái đo nhiệt cho chuẩn vị món ăn, rán bánh rán vừng nè, thơm ngon béo ngậy, nó phồng to hơn gấp 10 lần lúc mới đem ra kìa. Hôm nay nhìn thấy cái gì cũng thấy lạ à, bàn tay ấy điệu nghệ quá, tôi tìm ra kỹ thuật rồi anh em ạ. Không phải nhúng trực tiếp vào chảo dầu đâu, kiên nhẫn đổ từng ít một lên thì quả bóng sẽ nở đều và đẹp đẽ hơn, như một quả bóng đá luôn, nghe tiếng cắt của nó kìa, giòn tan mê ly. Bên trong rỗng ruột vỏ giòn tan, đi chiên thêm ít thịt nào, chiên 2 lần vỏ mới giòn chuẩn vị nhất. Chảo này chín tới, nhấc ra cho thấm mỡ rồi các em du hành vào chảo dầu thứ hai. Tiếng xèo xèo của mỡ nghe vui tai quá. Quả bóng ban nãy có nhiệm vụ làm đĩa đựng, thật là sáng tạo, thể hiện cho anh em xem chiêu thức lửa cháy trên chảo nè. 10 tuổi mà chiến quá em ơi, nhắm mắt 10 cái em đã làm xong món mực sốt sữa. Đầu tiên là cho mực vào nấm vào xào cho chín, rồi đổ thêm rau, thêm chút sữa tươi cho sốt béo ngậy. Một bữa ăn hoàn chỉnh ngon mắt, đủ tiêu chuẩn 5 sao,
Quá thật là tuổi trẻ tài cao mà. Món cuối cùng bắt đầu rồi đây. Kéo sợi mì nào, sợi càng mảnh ăn càng ngon. Nào kéo đều, từng vòng tròn bột mì cứ thế mà giảm dần, trông cứ phải gọi là quấn. Nhìn bên cạnh kia, có 7749 loại sốt, trông lu cái mề ghê. Thế mà ngày trước một vòng thế giới còn ước làm đầu bếp để được ăn nhiều đồ ngon hi hi. Mà giờ mới biết tay nghề này đâu có dễ làm. Tiếp đó là trần mì, mì chỉ được trần, tới, không nó sẽ nát. Giờ thì xả mì qua nước lạnh để giữ được độ dai. Đó, anh em thấy xem kênh mình hữu ích không? Học được 1001 công thức nấu ăn luôn. Sau đó rũ mì và đổ mì ra đĩa nào. Đến công đoạn tâm linh rồi đây. Đổ nước sốt, nhìn mà ứa nước bọt. Nhìn bàn ăn hết sức thịnh soạn luôn, mất có nửa tiếng thôi, ăn một bữa muốn nhớ đời. Anh em xem đến đây chắc đói bụng lắm rồi nhỉ. Thôi, video đến đây là kết thúc nhé. Nhớ like và sub cho kênh Một Vòng Thế Giới đó. Không Một Vòng Thế Giới dỗi không ra video nữa đâu. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!